Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho cả hội chúng Israel rằng: Hãy nên thánh, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh. Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày Sa-bát ta. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Chớ xây về hình tượng và cũng chớ đúc tượng tà thần. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Khi các ngươi dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng một cách cho được nhậm, ăn nội trong ngày dâng đó và ngày mai, còn phần chi dư lại qua ngày thứ ba thì phải thiêu đi. Nếu người ta để ăn đến ngày thứ ba, ấy là một điều gớm ghiếc chẳng được nhậm. Ai ăn của lễ như vậy sẽ mang lấy tội ác mình, vì đã làm vật thánh của Đức Giê-hô-va ra ô độc. Người đó sẽ bị truất khỏi dân sự mình. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu đồng và chớ mót lại những bông còn sót. Các ngươi chớ cằn mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi. Hãy để cho mấy người nghèo và kẻ khách. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối và chớ lừa đảo nhau. Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ ức hiếp kẻ lân cận mình, chớ cướp giật của họ. Tiền công của kẻ làm mướn ngươi, chớ nên để lại trong nhà mình cho đến ngày mai. Chớ nên rủa sả người điếc, chớ để trước mặt người mù vật chi làm cho người vấp té, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, chớ thiên vị người nghèo, chớ nể kẻ quyền thế. Hãy cứ theo công bình mà xét đoán kẻ lân cận ngươi. Chớ buông lời phao vu trong dân sự mình, chớ lập mưu kế nghịch sự sống của kẻ lân cận mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ có lòng ghen ghét anh em mình. Hãy sửa dạy kẻ lân cận mình, đừng vì cớ họ mà phải mắc tội. Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy giữ những mạng lệnh ta, chớ để loài vật khác giống phủ lẫn nhau, chớ gieo ruộng ngươi hai thứ giống, và chớ mặc mình bằng áo dệt nhiều thứ chỉ. Nếu một người nam nằm và cấu hiệp cùng một đứa tớ gái đã hứa gả cho một người nhưng chưa chuộc ra hoặc chưa được phóng mọi, thì hai người đều sẽ bị hình phạt mà không phải đến chết, vì đứa tớ gái chưa được phóng mọi. Người nam vì lỗi mình sẽ dẫn một con chiên đực đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc mà làm của lễ chuộc sự mắc lỗi. Thầy tế lễ sẽ dùng con chiên đực làm của lễ chuộc sự mắc lỗi, đặng làm lễ chuộc tội cho người đã phạm trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy tội người đã phạm sẽ được tha. Khi các ngươi sẽ vào xứ Ca-na-an và đã trồng các thứ cây trái rồi, hãy coi các trái chiến nó không sạch như chưa chịu phép cắt bì. Trong 3 năm, các ngươi hãy coi nó không sạch, chớ nên ăn. Nhưng qua năm thứ tư, các trái nó sẽ nên thánh, làm của lễ khen ngợi Đức Giê-hô-va. Qua năm thứ năm, các ngươi phải ăn trái, hầu cho cây thêm hoa quả. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi chớ ăn vật chi có huyết, chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số, chớ cắt mé tóc mình cho tròn, và chớ nên phá khóe râu mình. Chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ nhục con gái ngươi khiến nó làm kỵ nữ, để trong xứ không có điều dâm loạn và đầy dẫy những ác dục. Các ngươi phải giữ những sa-bát ta và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói.
chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Jehovah. Khi kẻ khách nào kiều ngụ trong xứ các ngươi, thì chớ hà hiếp người. Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh đẻ giữa các ngươi. Hãy thương yêu người như mình, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ trong xứ Ai Cập. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, hoặc sự đo, sự cân hay là sự lường. Các ngươi phải có cân thiệt, trái cân bằng đá đúng, một ê pha thiệt và một hin thiệt. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã dẫn các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy các ngươi hãy gìn giữ làm theo các luật pháp và các mạng lệnh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Chương 20. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: Phàm ai trong dân Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa vòng họ dùng một trong các con mình dâng cho thần Mô-lóc thì chắc sẽ bị xử tử. Dân bản xứ phải ném đá người ấy. Còn ta sẽ nổi giận cùng người đó, rút nó khỏi dân sự mình, vì nó đã nộp con cái mình cho thần Mô-lóc, làm cho nơi thánh ta ô uế và làm ô danh thánh ta. Nếu dân bản xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái nó cho thần Mô-lóc mà chẳng giết nó đi, thì ta đây sẽ nổi giận cùng người đó và nhà nó, rồi trút nó cùng những kẻ nào theo nó mà thông dâm cùng thần Mô-lóc ra khỏi dân sự mình. Nếu ai xây về đồng cốt và thầy bói mà thông dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó, trút nó ra khỏi dân sự mình. Các ngươi hãy làm sạch mình và hãy nên thánh, vì ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi hãy giữ làm theo những luật pháp ta. Ta là Đức Jehovah, đấng làm cho các ngươi nên thánh. Khi một người nào chửi cha, mắng mẹ mình, thì phải bị xử tử. Nó đã chửi rủa cha mẹ, huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó. Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Nếu người nào nằm cùng vợ cha mình, ấy là gây nhục cho cha mình, thì hai người đều hẳn phải bị xử tử. Huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Nếu người nào nằm cùng dâu mình, hai người đều hẳn phải bị phạt xử tử, vì họ đã phạm một sự gớm ghiếc. Huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc. Huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Nếu một người nam lấy cả mẹ và con làm vợ, ấy là một sự tà ác. Hãy thiêu cả ba đi, hầu cho sự tà ác đó không còn trong vòng các ngươi. Nếu một người nam cấu hiệp cùng thú vật, thì hẳn phải bị xử tử, và các ngươi hãy giết thú đó đi. Nếu một người nữ lại gần một con thú đặng cấu hiệp cùng nó, ngươi hãy giết người nữ và con thú đó đi. Huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó. Nếu một người nam lấy chị em gái mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, và họ cấu hiệp nhau, ấy là sự điếm nhục. Họ sẽ bị trút khỏi trước mặt dân sự mình. Người đã gây nhục cho chị em mình, người sẽ mang tội ác mình. Nếu một người nam nằm cùng một người nữ trong lúc có kinh nguyệt, và người nam lộ ra nguyên huyết của người nữ, và chính người nữ cũng lộ ra nguyên huyết mình, thì cả hai đều sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Chớ cấu hiệp cùng chị em của mẹ hay là chị em của cha ngươi, vì là gây nhục cho thân tộc mình. Hai người đều sẽ mang tội ác mình. Nếu người nam nằm cùng bác gái hay thím mình, tức là gây nhục cho chú bác mình, hai người đều sẽ mang sự hình phạt của tội mình. Họ sẽ chết tuyệt tự. Nếu một người nam lấy vợ của anh em mình, ấy là sự ô uế. Người đó đã gây nhục cho anh em mình. Hai người đó sẽ tuyệt tự. Các ngươi hãy gìn giữ, làm theo những luật pháp và mạng lệnh ta, hầu cho xứ mà ta dẫn các ngươi đến ở không mửa các ngươi ra. Chớ nên noi theo thói tục của dân mà ta sẽ đuổi ra khỏi trước mặt các ngươi,
vì họ đã làm những điều đó và ta lấy làm gớm ghiếc lắm. Ta đã phán cùng các ngươi rằng, ấy là các ngươi sẽ được xứ của dân đó. Ta cho các ngươi xứ ấy đặng làm sản nghiệp, ấy là một xứ đượm sữa và mật. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, đã phân rẽ các ngươi cùng các dân. Vậy, hãy phân biệt thú tinh sạch với thú ô uế, chim ô uế với chim tinh sạch. Chớ gây cho mình ra gớm ghiếc vì loài vật, vì chim chóc, vì các loài côn trùng trên mặt đất mà ta đã dạy các ngươi phân biệt như loài ô uế. Đối cùng ta, các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Giê-hô-va là thánh. Ta đã phân rẽ các ngươi với các dân để các ngươi thuộc về ta. Khi nào một người nam hay nữ làm đồng cốt hay là bói khoa thì hẳn sẽ bị xử tử. Người ta sẽ ném đá chúng nó, huyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó. Chương 21. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng, hãy nói cùng những thầy tế lễ là các con trai A-rôn mà rằng, thầy tế lễ chớ vì một người chết trong dân sự mà làm cho mình ra ô uế, trừ ra vì bà con thân thích mình, vì mẹ, cha, con trai, con gái, anh em mình, và vì chị em ruột mình còn đồng trinh chưa chồng, thì người được vì chị em đó làm cho mình ra ô uế. Người là đầu trưởng trong dân sự mình, chớ làm mình ra tục mà bị ô uế. Các thầy tế lễ chớ nên làm sói trên đầu, chớ cạo mép râu mình, đừng cắt thịt mình. Họ sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình và chớ làm ô danh Ngài, vì họ dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa thiêu, tức là thực vật của Đức Chúa Trời mình. Họ phải nên thánh. Thầy tế lễ chớ nên cưới một người kỳ nữ hay là kẻ dâm ô, cũng chẳng nên cưới người bị chồng để, vì thầy tế lễ đã biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình. Vậy, ngươi hãy kể thầy tế lễ như thánh, vì người dâng thực vật của Đức Chúa Trời người, người sẽ là thánh cho ngươi, vì ta, Đức Giê-hô-va là thánh, đấng làm cho các ngươi nên thánh vậy. Nếu con gái thầy tế lễ đi dâm ô tự làm nên kỵ nữ, ấy là làm ô danh cho cha nó phải bị thiêu lửa. Thầy tế lễ được quyền trọng hơn các anh em mình, đã được rưới dầu sức trên đầu mình, được biệt riêng ra thánh, để mặc mình bằng bộ áo thánh, chẳng nên để đầu trần và xé áo mình. Người chớ đi đến cùng một kẻ chết, chớ vì cha hay mẹ mà làm mình ra ô uế. Người chẳng nên đi ra khỏi nơi thánh, đừng làm cho nơi thánh của Đức Chúa Trời mình ra ô uế, vì cái mão dầu sức của Đức Chúa Trời vẫn ở trên đầu người. Ta là Đức Giê-hô-va. Người phải cưới gái đồng trinh làm vợ. Người chẳng nên cưới đàn bà góa bị đễ, dâm ô hay là kỵ nữ, nhưng phải cưới một người đồng trinh trong vòng dân sự mình. Người chẳng nên làm ô danh dòng họ mình giữa dân sự người, vì ta là Đức Giê-hô-va làm cho người nên thánh. Đức Giê-hô-va còn phán cùng Mô-sê rằng, hãy nói cùng A-rôn mà rằng, phàm ai trong dòng họ ngươi trải các đời có một tật bệnh trong thân thể, chớ đến gần mà dâng thực vật cho Đức Chúa Trời mình. Phàm ai có một tật không được đến gần, như đây, người mù, què, sẹp mũi hay là tứ chi không đều, người gãy chân hay gãy tay, người có bướu hay là lỏng khổng, có vảy cá mắt hay là có ghẻ chốc, có lát hay là có hoàng nang dập. Phàm con cháu thầy tế lễ A-rôn có tật trong mình, không được đến gần dân của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Nếu có một tật trong mình, không được đến gần dân thực vật cho Đức Chúa Trời mình. Người được ăn thực vật của Đức Chúa Trời mình là các vật chí thánh và các vật biệt riêng ra thánh, nhưng không được đi đến bức màn và cũng không được đi đến gần bàn thờ vì có tật nơi mình. Người chớ làm các nơi thánh ta ra ô uế, vì ta, Đức Giê-hô-va, làm các nơi đó nên thánh. Mô-sê nói như vậy cho A-rôn và các con trai người, cùng cho cả dân Israel. Thi Thiên 40. Tôi nhịn nhục trong đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng buồn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo hoặc kẻ xây theo sự dối trá. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi,
công việc lạ lùng Chúa đã làm và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa. Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đếm được. Chúa không thích đẹp hy sinh hoặc của lễ chay. Chúa đã xỏ tay tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Bây giờ tôi nói, này tôi đến, trong quyển sách đã có chép về tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng, làm theo ý muốn Chúa. Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Trong hội lớn, tôi đã truyền tin vui về sự công bình. Kìa, tôi chẳng có ngậm miệng lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó. Tôi chẳng giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi. Tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa. Tôi nào có giấu hội lớn sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, đối cùng tôi chớ khép lòng thương xót của Ngài. Nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài gìn giữ tôi luôn luôn. Vì vô số tai họa đã vây quanh tôi, các gian ác tôi đã theo kịp tôi, đến nỗi không thể ngước mắt lên được. Nó nhiều hơn tóc trên đầu tôi. Lòng tôi đã thất kinh. Đức Giê-hô-va ơi, xin sẵn lòng giải cứu tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy mau mau giúp đỡ tôi. Phàm kẻ nào tìm giết mạng sống tôi, nguyện chúng nó bị mất cỡ và hổ thẹn cả. Phàm kẻ nào vui vẻ về sự thiệt hại tôi, nguyện chúng nó phải lui lại và bị sỉ nhục. Các kẻ nói về tôi, ha ha, nguyện chúng nó bị sững sờ vì cớ sự sỉ nhục của chúng nó. Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa. Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng, Đức Giê-hô-va đáng tôn đại thay. Còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn. Dù vậy Chúa tưởng nhớ đến tôi. Chúa là sự tiếp trợ tôi và là đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin chớ trễ hoãn. Chương 15. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng, dầu Môi-se và Sa-mu-ên đứng trước mặt ta, nhưng lòng ta cũng chẳng hướng về dân này. Hãy đuổi chúng nó khỏi trước mắt ta, cho chúng nó đi ra. Sẽ xảy ra khi chúng nó hỏi ngươi rằng chúng tôi sẽ đi đâu, thì hãy bảo chúng nó rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy: ai đã được định cho chết, hãy chịu chết. Ai đã được định cho phải gươm dao, hãy chịu gươm dao. Ai đã được định cho phải đói kém, hãy chịu đói kém. Ai đã được định cho sự phu tù, hãy chịu phu tù. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ giáng cho chúng nó bốn thứ tai vạ: gươm để giết, chó để xé, chim trời và loài thú trên đất để nuốt và diệt đi. Vì cớ Manasse, con trai Ê-xê-chia vua Giu-đa, và vì những sự nó đã làm trong thành Giê-ru-sa-lem, ta sẽ khiến chúng nó bị ném đi ném lại trong các nước thiên hạ. Hỡi Giê-ru-sa-lem, ai sẽ thương xót ngươi được sao? Ai sẽ than tiếc ngươi? Ai sẽ xây lại mà hỏi thăm ngươi? Đức Giê-hô-va phán: ngươi đã bỏ ta, đã xây lại đằng sau, nên ta đã giang tay trên ngươi để diệt ngươi. Ta đã chán sự đổi ý. Ta đã lấy nia sải chúng nó nơi cửa các thành đất này. Ta đã cất mất con cái chúng nó và diệt dân ta, mà chúng nó chẳng trở lại khỏi đường lối mình. Những đàn bà quá nó thêm lên nhiều hơn cát biển. Ta đã khiến kẻ thù hủy diệt giữa ban ngày, nghịch cùng mẹ kẻ trai trẻ. Ta đã khiến sự sầu não kinh hãi lâm trên nó thình lình. Đàn bà đã sinh 7 con, thấy mình mòn mỏi hầu trút linh hồn. Khi còn ban ngày, mặt trời nó đã lặn. Nó phải sỉ nhục và hổ thẹn. Còn những con cái sót lại thì ta sẽ phó cho gươm của kẻ nghịch thù chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi mẹ tôi ơi, khốn nạn cho tôi. Mẹ đã sinh ra tôi làm người mắc phải sự tranh đua cãi lẫy trong cả đất. Tôi vốn không cho ai vay mượn, cũng chẳng vay mượn ai, dầu vậy mọi người nguyền rủa tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va phán: thật, ta sẽ bổ sức cho ngươi được phước. Trong khi gặp tai vạ hoạn nạn, thật ta sẽ khiến kẻ thù nghịch đến cầu xin ngươi. Sắt và đồng của phương Bắc
người ta có thể bẻ gãy được sao? Vì cớ mọi tội lỗi các ngươi trong cả địa phận mình, ta sẽ phó của cải châu báu các ngươi cho sự cướp bóc, chẳng trả giá lại. Ta sẽ làm cho những đồ ấy đi với kẻ thù ngươi qua một đất mà ngươi không biết, vì lửa giận của ta đã cháy lên đặng thiêu hủy các ngươi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài hiểu biết, xin hãy nhớ đến tôi, thăm viếng tôi và trả thù những kẻ bắt bớ cho tôi. Xin chớ cất tôi đi trong sự nhịn nhục Ngài. Xin biết cho rằng tôi vì Ngài chịu nhuốc nha. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Tôi chẳng ngồi trong đám hội kẻ vui chơi mừng rỡ, nhưng tôi ngồi một mình vì tay Ngài, vì Ngài đã làm cho tôi đầy sự giận. Cớ sao sự đau đớn của tôi cứ còn hoài? Cớ sao vết thương của tôi không chữa được và nó không chịu khỏi? Ngài đối với tôi hẳn như cái khe giả dối, cái suối tắc mạch hay sao? Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: nếu ngươi trở lại thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta. Nếu ngươi làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn thì ngươi sẽ như miệng ta. Chúng nó sẽ trở về cùng ngươi, nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó. Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này. Họ sẽ đánh với ngươi nhưng không thắng ngươi được, vì ta ở cùng ngươi đặng cứu ngươi và giải thoát ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy: ta sẽ rút ngươi ra khỏi tay kẻ ác, sẽ chuộc ngươi khỏi tay kẻ bạo tàn. Chương 16. Lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: ngươi chớ cưới vợ, chớ có con trai con gái trong chốn này. Vì Đức Giê-hô-va phán về những con trai con gái sẽ sinh tại đây và về những cha mẹ đã sinh đẻ chúng nó trong đất này như vậy: chúng nó sẽ bị dịch lệ mà chết, chẳng ai khóc cũng chẳng ai chôn, xác chúng nó còn lại như phân trên đất. Chúng nó sẽ bị diệt bởi gươm dao và đói kém, thay chúng nó sẽ làm đồ ăn cho chim trời và loài thú trên đất. Đức Giê-hô-va phán: chớ vào nhà có tang, chớ đi điếu và chớ than khóc chúng nó, vì ta đã rút sự bình an, ân huệ, thương xót của ta ra khỏi dân này. Đức Giê-hô-va phán vậy: người lớn kẻ nhỏ đều sẽ chết trong đất này, chẳng được chôn, chẳng ai khóc chúng nó. Người ta không tự cắt thịt và hớt tóc vì chúng nó. Không ai vì kẻ ở tan bẻ bánh để yên ủi chúng nó vì kẻ chết. Chẳng ai vì sự chết của cha hoặc mẹ mà trao chén chia buồn. Cũng đừng vào trong phòng tiệc đặng ngồi ăn uống với chúng nó, vì Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: này, dưới mắt các ngươi, đang đời các ngươi, ta sẽ làm cho trong xứ này hết tiếng vui mừng hỷ hạ, hết tiếng của chàng rể và nàng dâu. Khi ngươi đem lời này truyền cho dân, chúng nó chắc hỏi ngươi rằng: sao Đức Giê-hô-va rao những tai nạn này cho chúng tôi, hoặc chúng tôi có tội gì, hoặc chúng tôi đã phạm tội gì nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngươi bèn khá đáp rằng: Đức Giê-hô-va phán, ấy là tại tổ phụ các ngươi đã bỏ ta mà theo các thần khác đặng hầu việc và quỳ lại các thần ấy, mà đã lìa bỏ ta và không giữ luật pháp ta. Còn các ngươi lại làm xấu hơn tổ phụ mình, vì này, các ngươi ai nấy đều theo sự cứng cỏi của lòng ác mình, chẳng lo nghe ta. Cho nên ta sẽ ném các ngươi ra khỏi đất này, vào trong một xứ mà các ngươi và tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết. Tại đó các ngươi sẽ hầu việc các thần khác đêm ngày, vì ta sẽ không ban ơn cho các ngươi. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán, này, ngày đến là khi người ta sẽ chẳng nói rằng: thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã đem con cái Israel lên khỏi xứ Ai Cập, nhưng nói rằng: thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã đem con cái Israel lên từ phương Bắc và từ các nước mà họ đã bị đuổi đến. Ta sẽ lại dẫn chúng nó về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ sai tìm nhiều kẻ đánh cá, họ sẽ bắt chúng nó. Sau lại, ta sẽ sai tìm nhiều thợ săn, họ sẽ săn chúng nó từ mọi núi, mọi gò
và các kẻ vần đá. Vì mắt ta chăm chỉ mọi đường lối chúng nó, không giấu khỏi trước mặt ta được. Tội lỗi chúng nó không khuất khỏi mắt ta đâu. Trước hết, ta sẽ báo sự gian ác và tội lỗi chúng nó gấp hai, vì chúng nó đã làm ô uế đất ta bởi những thây các vật đáng ghét và đem những sự gớm ghiếc làm đầy dẫy sản nghiệp ta. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là sức mạnh tôi, đồn lũy tôi và là nơi ẩn náu của tôi trong ngày khốn nạn. Các nước sẽ từ nơi đầu cùng đất mà đến cùng Ngài và nói rằng: Tổ phụ chúng tôi chỉ hưởng những lời giả dối là sự hư không và vật chẳng có ích gì. Có lẽ nào người ta tự làm cho mình những thần không phải là thần được sao? Vậy nên, này, ta sẽ cho chúng nó biết. Thật lần này, ta sẽ cho chúng nó biết tay ta và quyền năng ta, và chúng nó sẽ biết danh ta là Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.